Hướng dẫn vào Recovery Sky 830 này. Nhấn nút nguồn, nút volume up. Chờ nó hiển thị cái logo thứ hai, thả tay ra, thả tay ra. Sau đó các bạn nhấn chung cái nhấn phím này để di chuyển, hoặc phím ở bên này để di chuyển, phím này di chuyển, phím này để thoát ra, phím này để chọn. Các bạn in tone phải này. Cho hôm này. Đây này. In tone này. Ta sẽ úp lại loa. Then take the slip tool by pressing Y and slip the endpoint of the second. Nhấn phím phân đi để thoát này. Unknown computer found.
Unknown computer found. Em á. Cái máy này là dùng nano sim mà em, phải nhỏ hơn. Số gì? Anh biết rồi. Cái sim kia là sim anh bình thường thôi mà, cái sim này mới là sim chính của anh, sim anh đang dùng ấy. Không đâu, không phải cái sim kia là sim bình thường đâu, không phải sim chính đâu, sim chính anh là ở nhà mà. Cái sim anh là mở ra để test xong họ gọi gọi nhầm qua sim kia. Số kia. Anh biết rồi. Cắt cắt một cái là được mà em, không phải cắt một cái. Lại còn thế à? Nhưng mà em cắt là micro sim kia phải không? Micro sim thì cắt được sim ấy mà, cắt được sim sim nano sim của iPhone 5S mà. Cắt được. Anh cắt được mà cái kia. Cắt một cái là được. Cái kia là nó phải cắt cắt thành micro sim sau đó mới cắt thành nano sim. Cái của anh là thế, cắt theo tuần tự thế. Không biết ở ngoài kia nó cắt kiểu nào. Có mà, có máy cắt cắt sim mà.
cháy nhá. À lúc nãy anh rút cái sim ra thử cái sim của máy khách. Bây giờ lại được rồi. Vâng. Chào anh nhá. Chào anh.